Tính ra trong cái list nhân vật này, kể cả mod hay là không mod, thì nó cũng có kha khá nhiều cái con mà nó có cái tính chất là không giết quái thì sẽ được tăng material và kinh nghiệm anh em ạ. Ví dụ như cái con mình đang hiện lên trên màn hình đây là một con tiến Trung Quốc, cùng mod với lại mấy cái con mà anh em mình dạo còn đây mình hay làm. Đấy, con này thì nó sẽ có tính chất là cộng 10 HP này, một dòng tiến Trung Quốc này, trừ 55% material drop từ quái này. Thì với những cái con mà nó có cái tính chất mà để cho quái còn sống thì đương nhiên nó sẽ có tính chất này rồi. Đam sẽ bị trừ đi 95% này. Tuyệt đối là không không chơi đam cơ bản với con này. Đúng không? Cộng 1% đam cho mỗi một Mercurial mình có này. Xuất hiện nhiều cây hơn này. Tăng 9 Mercurial và XP với mỗi một cây còn sống. À, cái này là con này là còn cây còn sống à? À, thế con này chơi cây à? Con này chơi cây chứ không phải là chơi 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 kiểu quái còn sống anh em ạ. Mình tưởng chơi quái còn sống rồi lại sẽ khá giống con Kaguya này. Con Kaguya này, à đâu, con Kaguya này hay là con nào ấy nhỉ? Không nhớ rõ lắm. Nhưng mà nó cũng nhanh nhác với lại mấy cái tính chất của mấy cái con mà mình nói là giữ quái còn sống thôi, ví dụ con Polis chẳng hạn. Hoặc là con Cyclops này đúng không nhỉ? Đây con người chim. Tính chất của con người rồi vừa rồi thì khá giống với con khoai tây chim này. Dry này. Cũng kiểu để cho cây còn sống. Ok, nói chung là trải nghiệm thử xem nó sẽ như thế nào anh em nhé. Chơi cùng với lại Hurry để thời gian quay đấu nó sẽ giảm giảm xuống. Để mà sử dụng vũ khí thì mình nghĩ là mình sẽ chọn một cái item nào đó nó gây độc đi, gây độc đi. Và vừa có thể giết được quái, vừa có thể không cần phải liên quan đến nhiều đam cơ bản. Anh em mình không cần đánh cây, đúng không? Anh em nghĩ là nên chơi cái dao độc, cái poison, đam poison hay là đam toxin nhỉ? Mình nghĩ là mình đang muốn chơi với được cái đam toxin. Bởi vì cái stick ấy, cái stick của nó đâu nhỉ? Mình thấy chơi cái đấy thì nó sẽ giúp cho cái việc là gây đam nó ok hơn ấy, bởi vì cái này đánh khá là nhanh mà lại còn 100% có tỷ lệ chuyển đổi 25% độc nữa. Ok, thế thì mình sẽ chơi cái đấy nhá. Do là chơi cái kiểu này thì chúng ta không cần phải lấy đam quá nhiều máu. Cây à? Thì cần thêm cây không ta? Mình nghĩ là từ từ cây thì từ từ tí lấy sau. Cậu vào với một trước. Này quái thì anh em vẫn có thể đánh bình thường nha. Quái thì vẫn có thể đánh bình thường. Nhưng mà riêng cây thì anh em mình sẽ để lại. Không đánh bất cứ một cái cây nào. Kể cả là cây xịn hay là cây không xịn thì cũng không đánh. Mà trong này chỉ có một loại cây thôi chứ lấy đâu ra lắm loại cây. Nhưng mà mình sợ là do là mình kết hợp với Hurry này, thời gian quay đấu nó chỉ là 30 giây thôi ấy. Nên là nó hơi khó để xuất hiện nhiều cây. Bởi vì cứ đến cái tầm mười mấy giây thì bắt đầu lúc đấy nó mới xuất hiện cây cơ. Ơi một cái này này, cây à, cây lấy một cây đi, thêm cây đi. Nói chung là càng nhiều cây được thì càng tốt thôi. Một cái này nữa. Ok, quay ba này. Nó mà ra càng nhiều cây mình để càng nhiều còn sống sót thì mình sẽ càng được cộng nhiều material và XP. Đấy, như lần này chẳng hạn. Lần này thì mình được để mấy cái cây sống là thôi cũng được. Trừ 15 lắc à. Lắc thì cứ từ từ. Quay 4 nào. Chúng ta sẽ dựa hoàn toàn vào cái đam toxin để có thể giết quá anh em nhé. Không quan tâm tới đam. Anh em chỉ quan tâm tới cái toxin thôi. Mình cũng sẽ không tăng số lượng quá lên đâu. Nên là sẽ hạn chế cái việc là giật lag. Do là chơi đam độc nên là cần thời gian để cho quái nó ngấm độc, nên là cứ bình tĩnh từ từ mà chơi thôi. Hôm nọ thì mình có chơi con nào ấy nhỉ? Mình mở khóa được cái Harpoon này này. Hôm nào thử làm cái video về con Harpoon này được. Mình nghĩ là rank thì chắc là cũng giống với lại cái giáo bình thường anh em mình hay chơi thôi, nhưng mà cứ test thử xem là nó có gì khác bọt không. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ kéo xuống để mình kiếm thêm kiếm thêm cái này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, chắc tầm này là cũng được rồi. Mình sẽ kiếm thêm tầm đấy. Xong bắt đầu là mình sẽ đi mua thêm mấy cái cây toxin. Đó là cái này cái poison à. Cái không, nó phải có cái gây toxin cơ. Đây, cái toxin street này. Trừ 2 hồi máu à. Thôi tạm vậy, cái này thì gây virus. Cái này thì nó sẽ cái gì virus. Ok. Cái này thì chúng ta sẽ phải lấy qua cái này. Trừ 10% đam.
Chỗ này thì anh em mình không quan tâm đến đam rồi. Đúng không? Không quan tâm đến đam rồi. Nhưng mà ừ đam, con này đam tăng 100%. Ồ tính ra đam là vẫn tăng. Với con này thì anh em mình vẫn có thể tăng đam được. Vẫn có thể tăng đam được với con này. Ờ vẫn có thể tăng đam được. Ok, với tiếp theo. Mà con này lại càng nhiều đam với lại số lượng Mercurial cơ. Tức là số lượng Mercurial mà càng nhiều thì mình lại càng nhiều đam cơ. Nhưng mà do là chơi kết hợp với lại cùng với lại con Hurry. Nó tăng 100%. Đúng là tăng 100% đam nhỉ? Hay đúng không? Hay như nào nhỉ? Ôi con kia nó giảm đi giảm đi những 95% đam mà. Nhưng mà sao tự nhiên mình thấy đam mình 163 lận vậy? Ở đâu ra mà nhiều thế? Đâu xem nào. Cái này thì nó sẽ giảm đam là 95% khi mà chúng ta chơi. Ồ hay là dòng tiếng Trung Quốc kia nhỉ? Ơ nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì lắm đến mình. Nên thôi kệ. Không cần quan tâm quá nhiều cho nó mệt người ra. Quay 6 đi. Nhiệm vụ của anh em mình bây giờ là cứ hoàn thành tốt những quay đấu là được. Ôi ok, sau quay 6 này. Mỗi một quay trôi qua thì cũng tương đối nhanh thôi. Quay 7 nào. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Này mà có cái mấy cái item mà thiên về đam toxin thì ngon lắm này. Kiểu là thời gian quái ngấm độc nhanh hơn, hay là vùng ngấm độc nó lan rộng hơn hay như thế nào đấy, thì nó sẽ toàn vẹn hơn, à, toàn diện hơn về cái mặt gây độc đam toxin này. Này lấy thêm 10% attack speed nữa này. 8 lắc 300 đam lấy được. Ô tính ra là nếu như mà bây giờ mình lấy cộng đam thì thành trừ đam à? À lấy bây giờ lấy cộng đam thì thành trừ đam thế thôi. Không lấy cộng đam nữa là được chứ gì. Quay tiếp theo, quay 8. Rồi xong rồi đấy. Ồ với cái số lượng material như kia thì chúng ta tốt nhất là nên lấy thêm cây đi. Càng nhiều cây càng tốt. Cây à? Cây trước khi lấy cây tăng size map lên tí. Đó tăng một tí nữa đi. Cho rộng rộng ra cho cây nó spawn nó nhiều. Ây lấy thêm cây gì đây. Lấy thêm khoảng 10, 15, 20 cái từng cây đã được. Đó ok. Quay 9 nào. 19 đông quái đấy. Đông quái nhưng mà bị dính độc thì cũng chết lăn ra đấy mà thôi. Sao mà đỡ được. Sao mà đỡ được. Tầm này đỡ hộ cái. Đỡ hộ cái. Đỡ hộ cái. Ôi rồi, ôi rồi. Nhưng mà cũng hơi đông đấy nhá. Hơi bị đông đấy. Ui quái cái đam đau thế. Này thiếu hồi máu, thiếu hút máu hồi máu rồi. Để cho quái cái đam đau quá nhở. Giáp à, 3 giáp đi. Cho thêm giáp vào cho nó dễ né tránh. Từ từ, mình sẽ lấy cái item cốc để tăng hồi máu, hút máu, tăng số lượng máu lên mới được. Không quái cái đam đau quá. Rồi, ok rồi đấy. Ok rồi, ok rồi. Quay 10 nào. Oh, sau quay 10, sau quay 10, sau quay 10. Quay tiếp theo, quay tiếp theo. 12 tốc chạy à? Ờ thì 12 tốc chạy. Xong rồi lấy thêm cái gì nữa nhỉ? Thôi chắc chả lấy thêm gì đâu. Vào quay 11 đi. Đánh thôi, đánh thôi. Cứ thế này mà đánh thôi. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Ôi, ôi, quái cái đam đau lắm. Ui tầm này quái cái đam đau lắm. Mà chơi với lại kiểu đam độc như này thì nó không giết quá nhanh được ấy. Nên là kiểu gì kiểu mình cũng phải dính mấy đam luôn ấy. Quá chịu thực sự đấy.
Ôi rồi 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 15% speed này. À attack speed này. À cái này thì chơi đam trừ lắc cơ. À thế thì coi cái boss stick này tính ra là anh em mình chơi tới kiểu trừ may mắn được cái chứ nhở. Ô thế thử chơi đi. Bởi vì lâu lắm thì mình cũng không chơi cái kiểu mà trừ lắc rồi. Trừ lắc à? Bây giờ phải trừ lắc. Ô thì lấy cái này à? Trừ lắc cái này. Ô nhưng mà cái này tăng speed nhiều quá, mình lại không muốn tăng speed nhiều như này. Cộng đam. Cái này trừ lắc free zone. Có cái nào mà nó trừ lắc kiểu mà item nó không limit không nhở? Cái này trừ một lắc. Ừ. Ok, toàn cái kiểu trừ lắc. À đây đây đây, đây. Có cái này, có cái này. Có cái này được này. Lấy đâu đấy vài chục cái đấy cho tăng lên 100 cái đấy, 100 cái đấy, xong rồi xem là đam thế nào. Ô đấy, ô nhưng mà ô lấy đam âm lắc rồi mà tại sao nó vẫn bị cái kiểu trừ đam như kia nhở? Buồn cười thế. Ơ, không hiểu luôn ấy. Vừa nãy ba đam bây giờ vẫn ba đam là sao? Là sao là sao là sao? Bây giờ nó vẫn ba đam đấy. Rồi, rồi, ok. Ok, ok. 4 năm ngắn 3 hồi máu. Nhưng tính ra bây giờ khi phải lấy máu lấy giáp gì đấy cho mình trâu hơn đấy. Chứ không bây giờ lao vào quái quái nó mà gây đam là mình cũng đau ấy. Không đùa được với bọn này đâu. Chưa cái đam độc này thì đương nhiên là phải phải né né nó con né quái cho tí. Bởi vì nó sẽ không chết ngay khi mà mình đánh một lần chạm. Nó phải có thời gian nó ngấm độc nữa nó mới chết. Rồi, rồi. Ôi, thôi, 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 thôi. À, tính ra lấy thêm cửa knockback anh em ạ. Tính ra lấy thêm cửa knockback. Lấy thêm cửa knockback hợp lý đấy. Ờ, cửa knockback để cho nó giúp mình đẩy lùi nữa. Vừa đánh bằng đam độc, vừa có thể đẩy lùi được. Thì kết hợp cả hai được đam vào thì dễ chơi hơn. Ờ, đâu nhỉ? Đây, 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 đây. Mười. Ôi, nhưng mà. À, mua càng nhiều thì mình lại bị càng trừ nhiều đam do là cái mở serial cái nó giảm. Ồ giờ mới để ý bảo sao cái đam của mình nó cứ giảm liên tục. Ồ nhưng mà đây giờ lên 4 đam rồi này, 4 đam rồi này. Quấy có cả knockback vào nữa đánh sướng hơn hẳn anh em ơi, sướng hơn hẳn luôn đấy. Đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi. Ui xoài, thoải mái thoải mái thoải mái thoải mái thoải mái. Thoải mái luôn, thoải mái luôn. Ok luôn, ok luôn. Rồi, 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 rồi. 800 đam. Lấy thêm set không nhỉ? Lấy thêm set nhỉ? Lấy set chơi cho nó vui. Nhớ đâu vậy đánh ra những mấy tia set. À nhưng mà vũ khí này đâu phải là vũ khí đâu phải là vũ khí set. Ôi nhưng mà vẫn gây được dấu tích điện này. Vẫn đánh gây được dấu tích điện này. Nhưng mà nó sẽ không làm ra những tia set thôi. Nó phải đánh ra những tia set cơ thì nó mới vui. Nhưng mà vẫn có thể gây được những cái tia điện vẫn có gây được những cái dấu ấn điện lên trên đầu kìa. Tức là chỉ bị nhiễm điện thôi. Chứ còn quay cái này do cái vũ khí này không phải là vũ khí kiểu ô đây, đây, đây có sét. Ôi có điện. Có trời ơi. Có. Cái này nó xuất hiện cái tia điện đấy là do cái nhẫn này chứ không phải là do cái vũ khí đúng không? Nên là vẫn có thể chơi kiểu đấy được. Hợp lý. V16. Ui rồi ôi. Ui rồi lấy thêm cái item kia một phát. Nó có thêm set tím này. Ui giật kinh khủng luôn. Ui. Ui quả item này là item gì đấy. Ui cái viên đá Thunder Slate này. Thunder Slate này. Ui nó gây những cái tia điện tím nhiều dã man vậy. Ui kêu nhìn kìa. Được cái chứ, được cái chứ. Rồi 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 ok ok ok. Xong rồi 6 13 đam này, 17 này. Ôi, đẩy này, đẩy này, đẩy này. Ui, trời quá cần knockback đẩy mấy con này vẫn sướng nhỉ. Nhưng mà từ từ set tím đâu hết rồi nhỉ? Set tím rồi là điện điện vàng hay thứ đâu hết nhỉ? Ô, hình như mấy con này không bị nhiễm điện thì sao ấy nhỉ?
mấy con bọc xương này không bị nhiễm điện như sao ấy. À đây có mà, tại sao nó không hiện được cái dấu tích ta? À cái có, nhưng mà tùy từng con nó mới hiện thôi, tùy tỷ lệ hay sao ấy, không biết được có ảnh hưởng bởi cái may mắn không. Wave 18. Ôi, mất nhiều máu thế, ôi mình mất nhiều máu dã man ạ. Nhưng mà con boss này phải, à con elite này phải chết, ui trông xe tím nó giật kìa, nó giật cho quái rồi không chịu nổi luôn đi. Rồi. Ám bốt 3. Với 19 này. Ôi trời, đứng im được rồi, đứng im để càng quét được rồi đấy. Xét tím nó giật như kia thì thoải mái luôn. Ôi trời, mấy con lao kia khó chịu quá. Cái tiền xét tím này, cái sound effect của nó nghe to thế. Rồi ok, xong với 19. Tiếp tục thì là 10% attack speed. Hoặc lấy bừa thêm tầng nào thì cái tầm này thì anh em mình đánh thoải mái rồi. Kể cả bây giờ 20 boss ra thì vẫn đánh tốt. Rồi, nói chung là con này thì về cái tính chất của nó ấy, mặc dù là bảo là không nên không nên đánh cây, với lại không nên giết cây để cho cây nó sống để được nhiều kinh nghiệm ấy, được nhiều material, nhưng mà với cái việc là anh em mình chơi mod rồi nên là cái tính chất đấy thì hầu như là anh em cũng không cần. Nhưng mà được cái là chơi tự dưng là mình lại lâu phải, hình như là cái viên đá mà Thunder State này thì rất hiếm khi mình lấy đúng không? Rất hiếm khi mình chơi đúng không? Nhưng mà chơi cái viên đá này sướng thật. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Nếu như anh em thấy video này hay để lại cho mình like và subscribe kênh, và đừng quên comment xuống phần bình luận nha. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye. See you again later.